Thưa quý vị, tuần qua, chương trình hộp thư truyền hình có nhận được thư của ông Trần Anh Trị, ngụ tại phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh xem xét cộng nối thời gian công tác trước năm 1995 để được hưởng chế độ lương hưu tốt hơn. Trong đơn, ông Trị trình bày, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông tham gia công tác tại địa phương là huyện Đức Linh, tỉnh Thuận Hải, nay là tỉnh Bình Thuận. Lúc đó, ông Trị mới 16 tuổi. Đến tháng 10 năm 1975, ông được công an huyện Đức Linh tuyển vào ngành. Ngày 30 tháng 4 năm 1976, ông Trị được nhận quyết định công nhận nhân viên tạm tuyển vào ngành công an. Ông công tác liên tục tại công an huyện Đức Linh đến ngày 15 tháng 3 năm 1991. Ông nghỉ việc theo quyết định số 35 của Giám đốc Công an tỉnh Thuận Hải, nay là tỉnh Bình Thuận. Từ đó đến nay, ông chưa nhận được chế độ thôi việc một lần, và bản thân cũng chưa ký nhận hay ủy quyền cho ai ký nhận bất cứ giấy tờ liên quan đến việc nghỉ việc. Cấp bậc thôi việc của ông là thiếu úy. Từ tháng 8 năm 1998 đến nay, ông Trị làm bảo vệ tại công ty nhiệt điện Phú Mỹ. Hồ sơ ông gửi kèm bản photo, quyết định thôi việc hưởng trợ cấp một lần số 35 ngày 15 tháng 3 năm 1991 của Công an tỉnh Thuận Hải. Giấy xác nhận số 382 của Công an tỉnh Bình Thuận ngày 12 tháng 3 năm 2019. Đơn xin xác nhận ngày 7 tháng 6 năm 2007 có xác nhận của trưởng Công an huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. Chúng tôi đã chuyển nội dung đơn thư của ông Trị đến Bảo hiểm xã hội tỉnh và được Bảo hiểm xã hội tỉnh phúc đáp như sau. Căn cứ vào khoản 6 điều 123 Luật Bảo hiểm xã hội số 58 năm 2014 quy định người lao động có thời gian làm việc trong khu vực nhà nước trước ngày 1 tháng 1 năm 1995 nếu đủ điều kiện hưởng nhưng chưa giải quyết trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp một lần, trợ cấp xuất ngũ, phục viên thì thời gian đó được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Điểm A khoản 1 điều 23 Nghị định 115 ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định người lao động làm việc trong khu vực nhà nước liên tục công tác đến ngày 1 tháng 1 năm 1995 mà chưa được giải quyết trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp một lần, bảo hiểm xã hội một lần, thì thời gian làm việc trước ngày 1 tháng 1 năm 1995 đó được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội. Trường hợp của ông Trị đã được Công an tỉnh Bình Thuận ghi trong giấy xác nhận số 382 ngày 12 tháng 3 năm 2019 là đã giải quyết các chế độ được nêu tại quyết định số 35 ngày 15 tháng 3 năm 1991 và trong đơn xin xác nhận ngày 7 tháng 6 năm 2007. Công an huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận xác nhận ông được Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận cho nghỉ việc hưởng chế độ một lần theo quyết định số 35 ngày 15 tháng 3 năm 1991. Vì vậy, ông không thuộc đối tượng được cộng nối thời gian công tác trước năm 1995. Và ý trao đổi cùng ông, thân mến chào ông. Thưa quý vị, ông Ngô Văn Dược, ngụ khu phố 2, phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa, gửi thư đến chương trình hộp thư truyền hình. Trong thư ông cho biết ông không đồng tình với bản án của Tòa án Nhân dân thành phố Bà Rịa về vụ tranh chấp quyền sử dụng đất giữa ông và ông Đỗ Văn Tài. Sau đây là ghi nhận thực tế của nhóm phóng viên chương trình. Ông Ngô Văn Dược trình bày, cuối tháng 12 năm 2011, ông Dược nhận chuyển nhượng của bà Lê Thị Nguyệt Quế và ông Nguyễn Quang Tuấn thửa đất số 87, có diện tích 1.634,9 m², thuộc tờ bản đồ số 25, phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa. Khi chuyển nhượng, ông Tuấn, bà Quế có đưa cán bộ phòng tài nguyên và môi trường đến đo đạc, cắm mốc. Tại thời điểm chuyển nhượng, ranh giới giữa gia đình ông Dược và ông Tuấn không rõ ràng, nên vợ chồng ông Dược sử dụng phần đất như ông Tuấn đã giao và đánh dấu. Đến tháng 6 năm 2012, Ủy ban Nhân dân thị xã Bà Rịa tiến hành làm đường Võ Thị Sáu. Lúc này ông Dược mới phát hiện ông Tuấn giao đất không đủ cho gia đình ông. Diện tích đất còn thiếu là 77,4 m², chính là lối đi vào thửa đất số 75 của ông Đỗ Văn Tài. Gia đình ông Tài được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2005. Sau đó, ông Dược gửi đơn khởi kiện lên Tòa án Nhân dân thành phố Bà Rịa, yêu cầu ông Tài trả lại diện tích đất còn thiếu và đề nghị hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Tài. Tuy nhiên, tại bản án sơ thẩm ngày 29 tháng 11 năm 2018, Tòa án Nhân dân thành phố Bà Rịa không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Dược. Còn ông Tài chỉ trả lại 6,3 m² đất thuộc thửa số 87 tờ bản đồ số 25. Theo ông Dược, một trong những lý do mà Tòa án Nhân dân thành phố Bà Rịa đưa ra
để không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông, bởi đường tranh chấp này là lối đi duy nhất vào thửa đất của ông Tài. Nhưng thực tế, gia đình ông Tài không sử dụng lối đi này, mà còn rào chắn, trồng cây và xây chuồng bò. Ông Tài đang sử dụng đường đi chung với gia đình người anh trai của ông Tài ở sau nhà. Tôi không đồng ý cái bản án của tòa thành phố Bà Rịa, bởi vì không căn cứ theo các cái quy định của luật đất đai đã quy định, đồng thời không tôn trọng cái quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố thừa nhận những cái việc sai sót trong cái vấn đề cấp hồ sơ cho ông Tài, dẫn đến là cái vấn đề là tranh chấp và ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của gia đình tôi. Gia đình của tôi chỉ mong làm sao mà lấy lại được cái phần đất mà ông Tài đã chiếm dụng để làm chuồng bò với lại để trồng cây, để gia đình tôi đưa vào sử dụng theo đúng cái mục đích của mình và cũng làm nghĩa vụ đầy đủ với lại nhà nước. Do không đồng tình với bản án, hiện ông Dược đã kháng cáo lên Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.